Xin chào. Xin chào anh. Xin chào. Em nghe tiếng đàn từ bên ngoài. Thế hả? Anh đang làm gì á? Đang hôm nay ngồi rảnh rỗi, đang ngồi chơi đàn chút. Vì nhà cũng có đàn mà. Cái piano này em xài lâu chưa? Piano này là xài khá lâu rồi. Cái piano này là xài từ khi mà Việt bước chân Sài Gòn luôn. Là từ năm 2009 đến giờ đấy. Là đi theo Việt 9 năm. Từ những lúc mà ngày còn Việt còn chưa mua được nhà, vẫn còn đang đi thuê nhà ấy, thì cái piano này là Việt đã lúc đó đã mua cái piano này rồi. Vậy bây giờ mình cũng có điều kiện, chắc mình cũng không muốn đổi đàn đâu, đúng không? Gọi là cái đàn linh thiêng, gọi là cái đàn đi theo mình. Nhưng vẫn xài tốt lắm, vẫn ủng hộ tên đó. Ngoài piano thì anh còn biết nhạc cụ nào khác không? Chắc là mỗi piano thôi, guitar có một bẹ một chút. Anh bắt đầu chơi piano từ khi nào? Việt không học piano mà Việt tự mò. Tự mò có nghĩa là khi mà trường học trường nhạc viện thì Việt học khoa thanh nhạc. Nhưng mà tại vì Việt rất thích sáng tác nên Việt đã tự mò và đã tự tìm hiểu. Đó, nếu như nói về mình cũng phải không phải chơi piano giỏi đâu, nhưng mà có thể cũng phục vụ cho vấn đề sáng tác được. Thử một đoạn cho mọi người nghe nào. Chỗ ta nghe bài gì nhờ? Muốn bài gì cũng được, bài nào mà anh thích nhất anh quất liền luôn. Chúng mình đã yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì em vô tâm vững hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Hay quá. Bài nhạc đầu tiên mà anh sáng tác với cái đàn này là bài hát nào anh hả? Không thể nhớ nổi nữa. Không nhớ nổi nữa. Vậy còn cái bài nhạc đầu tiên mà anh lần đầu tiên anh tập đàn piano? Chưa bao giờ tập đàn piano luôn. Vậy sao mà đánh hay vậy? Ta tự mò mà tự mò rồi biết các hòa thanh rồi tự mò. Vậy là anh cũng không có người thầy đầu tiên về dạy đàn luôn đúng không? Không có ai là người thầy đầu tiên về dạy đàn cả, tự mò hết, và chỉ có Khắc Hưng là người chỉ cho mình anh phải đánh hợp âm này, những hợp âm này như vậy thôi. Vậy mà quá trình anh sáng tác một cái bài hát á, thì thường diễn ra như thế nào? Quá trình sáng tác bài hát thì thường là mình có cái idea trong đầu trước, mình sẽ nghĩ cả giai điệu. Mình sẽ nghĩ giai điệu trước và sau đó là khi mình giai điệu mình hoàn thành xong rồi thì mình sẽ viết lời. Bài nào mà anh sáng tác nhanh nhất cho tới thời điểm này? Khá nhiều bài hát, nhưng mà nếu có một bài hát thì các bạn nhớ có bài hát bài này nè, bài quên đấy em biết không? Giờ ra sao rất vui hay đang buồn, có khi nào trong phút giây em chợt nhớ. Sáng tác nhanh là cái bài này anh sáng tác trong mấy tiếng đồng hồ? Bài này sáng tác trong vòng khoảng tầm 20 phút. Ôi trời, 20 phút. Và đó là một bài hát định mệnh. Bài hát đầu tiên mà Việt đưa lên trên mạng là bài hát đầu tiên mọi người biết tới Khắc Việt. Chỉ 20 phút mà đã mang đến anh một cái định mệnh đúng không? Xuất sắc luôn ha. Vậy còn bài nào mà anh mất thời gian nhất cho nó? Mất thời gian nhất phải nói là bài... mất thời gian nhất, lằng nhằng nhất. Trong quãng thời gian thì bài Ngày Cưới. Mà Việt có song ca cùng Hương Tràm ấy. Không biết mọi người biết bài hát đó không? Biết, nhưng mà gặp khó khăn gì anh? Nó có những đoạn chuyển giọng. Nó có những đoạn chuyển giọng. Cảm hứng sáng tác của anh thường tới khi nào? Đi tắm, đi ăn hay là đi chơi? Khi buồn. Khi buồn. Rất ít người. Vậy là anh rất là hay buồn. Rất ít người viết nhạc khi vui. Hoặc có thể là mình cũng không buồn vu vơ, buồn theo kiểu như là tự nhiên buồn á, kiểu đấy. Ca sĩ, nhạc sĩ mà anh thích, ca sĩ hay là nhạc sĩ anh thích người ta nhớ tới mình với cái danh xưng nào? Việc mà ca sĩ và việc ca sĩ có thể sáng tác bây giờ đó là chuyện bình thường, nhưng Việt vẫn thích mọi người nhớ đến việc là một ca sĩ. Bởi vì một ca sĩ có khả năng sáng tác. Hình như là anh chưa có một ca khúc nào về xuân hả anh hả? Về Việt Nam có rồi mà về xuân chưa có. Xuân thì... đến lo đủ thứ lắm, chưa yêu lắm. Vậy là mai mốt là phải có nha, bởi vì có rất là nhiều fan chờ một cái bài nhạc xuân Tết từ anh, đúng không? Và năm nay anh sẽ ăn Tết như thế nào? Năm nay ăn Tết thì sẽ lại về Yên Bái. Về Yên Bái, năm nào Việt cũng về quê. Có những năm thì cả nhà đi du lịch, nhưng năm nay thì sẽ khác hơn mọi năm một chút. Vì năm nay sẽ có một số sự thay đổi. Anh không ăn Tết ở đây với bạn bè hả? Đã bao giờ chưa? Chắc là hết năm nay, năm sau sẽ là một năm một Tết ở đây đấy. Anh thấy trên cái piano có rất là nhiều hình ảnh. Đúng rồi. Đây là hình bạn gái hả ta? Đây là hình vợ chưa cưới của Việt là chuẩn bị cưới. Chuẩn bị cưới à, là qua Tết này là sẽ cưới luôn, công khai luôn. Công khai này thì giờ em nhìn kỹ tấm hình. Không ra vấn đề gì. Cho mọi người đều biết mà. Đó. Rất là trân trọng những cái hình ảnh này nha, rất là nhiều. Đó, mọi người có thể thấy rất là nhiều hình ảnh xung quanh. Đây là hình ảnh tất cả những cái người bạn, người anh em thân thiết của Việt, cũng như là bố hay là mẹ, mọi người rồi. Đều là hình ảnh gia đình hết. Mình nhìn kỹ xíu đi, mình nhìn kỹ vô nè. Điên những tấm hình. Cái đầu tiên này đó là ảnh chụp cùng Khắc Hưng. Khắc Hưng. Đây là Khắc Hưng. Đó, còn đây là ảnh cả nhà khi Tết đi đi Nha Trang, đi du lịch chơi. Còn đây là ảnh một số người bạn, ba người em, những người em gái rất thân của Việt. Đó, đây là một người bạn thân nhất của Việt, ca sĩ Vũ Duy Khánh. Đây là một lần lên nhà anh Tuấn Hưng, chụp cùng vợ chồng anh Tuấn Hưng với vợ chồng Tú Dưa và Lam Trang. Đây là hai anh chị của Việt ở bên Mỹ, vợ chồng. Nói chung là tất cả những cái này là đều là những người anh em bạn bè rất thân của Việt. Và em thấy có cả một bức tường này, bức tường rất là nhiều lời bài hát. Đúng rồi. Ai thực hiện cho anh cái bức tường này? Lúc mà mua cái nhà này thì là nó chỉ có nhà không thôi, nhà thô thôi. Nhưng cái này ý tưởng là ý tưởng Việt hết. Cái này cái ý tưởng của và đã nhờ bên mọi người là thực hiện, cái bên decor người ta thực hiện tất cả. Đây là những cái bài hát, tất cả những bài hát của Việt. Này làm nét vẽ ha, nét vẽ tay đúng không anh? Tất cả bằng vẽ tay hết. Đây là Khắc Việt nhưng có cái hình con chim bồ câu, ý tưởng như là bay cao bay xa đó. Còn đâu là đây tất cả những cái bài hát. Em còn thấy anh có cả một cái kệ này, đựng rất là nhiều đồ, đựng rất là nhiều đây là đồ lưu niệm. Đây là đồ lưu niệm mà cứ mỗi lần đến một nước nào đấy thì Việt lại mua, nhưng mà không chưa đủ hết đâu. Thực ra là Việt nhiều lắm, nhưng mà tại vì là không đủ hết. Chẳng hạn như là Đài Loan này, đến Melbourne Australia này, Malai này, hay là San Francisco. Nói chung là Canada, rồi là Cambo. Đây là ở cái này Việt mua, cái này đặc biệt là Việt mua Tây Tạng. Tây Tạng. Tại vì Việt rất thích mê Phật giáo. Cái này còn mấy cái này thì nhiều. Đặc biệt hơn là em thấy có một bộ sưu tập xì gà. Đúng rồi. Rất là đặc biệt nha. Đây là sưu tập, không phải cũng không nói là sưu tập, nhưng Việt cũng có thích, sở thích là hay uống rượu vang với lại xì gà, nên là nó cũng phục vụ cho loại là đấy, kiểu như này thôi, cũng kiểu vậy thôi. Cũng có nhiều loại xì gà cũng hiếm đấy. Có một điều thú vị nữa nè, mà phải nói là vào nhà anh Khắc Việt là có rất là nhiều cái để khai thác nha. Anh Khắc Việt bước qua bên tay trái mình một bước đi. Phía trước chúng ta là sẽ thấy hình ảnh thờ của nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Anh có thể nói về cụ cố này của mình không? Đây là cụ Việt, cụ nội của Việt, là một nhà yêu nước đã khởi nghĩa Yên Bái, là cũng có được nhà nước công nhận và là một trong những nhà yêu nước mà cũng có đặt tên đường. Và cũng là một người về truyền cảm hứng tâm linh cho Việt, cứ mỗi lần những chuyến đi xa hay là làm công việc gì đó. Đó thì cứ Tết là anh cứ về lại với gia đình. Đúng không? Mà chắc là năm sau là anh đã có một cái gia đình riêng của mình rồi. Đúng không? Thôi bây giờ mình tham quan một cái kệ trưng bày giải thưởng đi. Ok. Rất là hấp dẫn nha. Giải thưởng thì nhiều lắm, từ trên xuống dưới. Đây là Việt, nói thật là đã bị đẩy bớt một số đấy. Cũng có những cái giải thưởng khác nữa. Ở đây em thấy có cả nút bạc của YouTube nè. Có nút bạc YouTube 100.000 subscriber. Đúng rồi. Và giải thưởng là POPS Worldwide trên đối tác vàng. Đúng rồi, POPS Worldwide. Đây là một POPS thì Việt cũng công tác lâu rồi, đúng là người nhà có khác hỏi. Người nhà là phải hỏi ngay cái câu hỏi mình nhà. Là cũng có 2-3 giải thưởng của POPS gì đó. Và cả những đề cử của hàng năm nữa chứ. Những đề cử hàng năm nữa. Và cái nút bạc này cũng là do chính thống POPS, là đơn vị mà nhận lại, trao lại cho Việt. Đúng là YouTube này. Trong thời thổi bé của mình á, anh có ước mơ nào mà tới giờ anh chưa đạt được không? Nhiều chứ. Có rất là nhiều cái ước mơ mình chưa đạt được. Ước mơ thì nhiều lắm. Nếu mà để nói những ước mơ mình chưa đạt được thì thực sự là rất là nhiều. Còn ước mơ ca hát thì đã đến với anh từ nhỏ chưa, hay là đến khi anh trưởng thành rồi anh mới bắt đầu? Thực sự là đến cái lúc mà mình bắt đầu mà đi học thì mình bắt đầu mới có ước mơ ca hát. Còn lúc bé là mình vẫn cũng thích hát, mình tham gia các hoạt động văn nghệ. Nhưng mà mình lại cũng chưa có phải là ước mơ chính đâu nha. Ngày bé thì mình chưa định hình được những ước mơ của mình. Mình ước mơ khác cơ. Còn luyến Thanh thì ai luyến cho anh? Vì được học là khá là bài bản nên là ngay từ lúc luyện thanh từ đầu tiên ấy thì Việt đã học là ok ngồi đây chút nha. Là Việt đã học trong trường nhạc viện và đã học hầu như là những kỹ năng gọi là phát âm cho đến những tròn vành rõ chữ cho đến những khẩu hình rồi là cách lấy hơi thở, nó khá là cơ bản ở trong trường. Anh thích nghe nhạc của ai nhất? Nghe nhạc à? Việt nghe tùm lum nhạc, cứ nhạc thích là nghe, nhưng mà nếu mà để mà nghe ấy, thì Việt cũng Việt thích nghe nhạc nước ngoài nhiều. Một số bạn trong nước, một số ca sĩ bây giờ thì nhạc trẻ ở Việt Nam thì Việt thích nghe nhất hiện tại bây giờ là Vũ Cát Đường. Còn bài hát mà gần đây nhất anh nghe, mà không phải của mình nha. Bài hát gần đây nhất ở Việt nghe thì thích hả? Hay sao? Đúng rồi, một bài mà anh thích nhất gần đây mà không phải của chính anh sáng tác. Đó là bài không biết mọi người nghe chưa, tại vì cái này nó chưa có trên mạng luôn, tại vì nhưng mà đã có trên đĩa, đó là trong album Tâm 9 của chị Mỹ Tâm ấy. Khắc Hưng có biết một bài có mang tựa đề là Cô Ấy Là Ai? Có rồi. Bài thì thích, rất thích bài đấy ạ. Bây giờ mình nhắc về ngày xưa đi, anh có mối tình học trò nào không? Có chứ, có mối tình học trò chứ. Nhưng mà kể xíu được không? Mối tình học trò của Việt nó khá là trong sáng, nó chỉ là ở mức độ gọi là thích nhau thôi, rồi là viết thư qua lại thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Khi mà nhắc về tuổi thanh xuân của anh thì anh sẽ nghĩ ngay đến bài hát nào? Tuổi thanh xuân hả? Nếu mà trong tuổi thanh xuân của mình thì chắc là nghĩ ngay đến những cái bài hát, không biết mọi người có biết không, ngày bé thì đã nghe Bonnie với lại Bonnie Tất Kinh ấy. Là những cái ban nhạc mà Việt nghe lúc bé. Trước mặt thì em thấy anh có một cái bộ trà đạo rất là hoành tráng. Cũng bình thường thôi. Em thấy đủ món mà. Việt là một người khá là kiểu như là thích những cái thời gian ở nhà, nên là mỗi lần rảnh rỗi ở nhà thì hay buổi sáng hay thường ngồi hay pha trà xong là ngồi nghe những bài nhạc mà mình yêu thích. Đó. Một thú vui rất tào nhã. Bây giờ nếu ví mà bản thân anh như một cái loại cây á, anh cho rằng mình là loại cây gì? Cây tre. Có nó luôn ở trên này rồi. Cây tre. Vì sao anh lại nghĩ mình giống loại cây tre? Tre là một cái loại cây mà Việt thấy là Việt rất thích. Nó là một cây mà rất là uyển chuyển. Tại sao mọi người cũng rất hỏi rất nhiều tại sao là Việt lại xăm tre trong tay. Thực ra là mỗi cái hình xăm của Việt trên người là cũng đều có những cái ý nghĩa riêng của nó. Tre thì nó là một hình tượng rất đẹp của văn học, và nó là một cái loại cây rất là uyển chuyển trong bão tố, trong mưa gió. Nhưng mà để quật ngã được tre thì nó lại còn một vấn đề rất là lớn mới có thể quật. Khi bão các bạn có thể thấy là rất nhiều loài cây có thể bị đổ, nhưng mà riêng cây tre thì nó rất là khó có thể bật được gốc cây tre lên. Nghĩa là kiên cường bức khúc. Nhưng mà lúc nào cũng thấy rất là lung lay uyển chuyển. Cái điều thú vị nhất trong cuộc sống mà anh từng trải qua là gì? Có rất nhiều những điều trong cuộc sống từng trải qua. Việt là một người rất thích trải nghiệm. Việt đã từng đã từng đi một khóa tu mùa hè, cũng đã từng đi thử vào quân đội, rồi cũng đã từng trải nghiệm rất nhiều thứ gọi là rất thích. Đó. Những điều thú vị trong cuộc sống là do Việt nghĩ là tự chúng ta tạo nên. Còn bây giờ này, Mô cho anh thử một cái trò chơi mạo hiểm, anh sẽ thích thử trò chơi nào? Nếu như thử trò chơi mạo hiểm, có cái trò mà mình cũng chưa dám thử. Nó có hai cái cột đứng này, thẳng đứng này này, nó có cái sợi dây nó thòng xuống, nó để cho mọi người ngồi, nó búng lên một cái cao. Rồi, đúng rồi. Nghe cái là chưa dám thử. Nghe cái là nói da gà. Chưa dám thử lên cái trò đấy. Rồi. Mỗi khi Tết đến thì anh thường hát bài nào nhất? Mỗi khi Tết đến là tóm thật là Tết đến là chỉ có nghỉ, không muốn hát. Hát cả năm rồi, Tết đến thì chỉ những ngày đấy thì chỉ có nghỉ, không muốn hát nữa. Thật ra thì hỏi câu này là tại vì muốn gài anh để anh hát anh Việt. Thế à? Muốn hát sẽ hát thôi. Đúng rồi, thì anh hát một bài tặng cho mọi người nhân dịp rất là cận với giáp ngày xuân rồi. Việt không biết nhiều về bài về xuân đâu. Một bài gì Tết đến rồi cũng được. Như là kiểu như đấy, đúng kiểu chưa? Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Bởi vì á, em thấy xung quanh trong cái không gian nhà nó rất là đậm chất Tết ngay từ ngoài cửa. Bây giờ nè, tại vì là mình là một người khá là Việt Nam đấy. Đúng rồi, em thấy trên bàn là anh sự yêu thích của Việt cũng khá là Việt Nam. Anh ở một mình đúng không? Anh ở một mình đó, một mình mà dành nhiều thời gian cho cả cái khu vực bàn này. Bây giờ mình đi qua đây nè là thấy bánh dày, bánh chưng chứ, bánh chưng, bánh chưng ở đây gọi là bánh tét, bánh chưng đây này, bánh chưng măng ngũ quả nữa, bánh ngũ quả có luôn. Nhà lúc nào bận rộn nhưng mà những ngày cận Tết như thế này mà anh cũng có thời gian để thực hiện những điều này. Có ai cũng giúp anh không? Người ta cũng có đấy, ở nhà là có một chị giúp việc nữa, là chị hay dọn dẹp nhà cửa. Nó Việt mỗi lần đi xa mà thường đi xa thì Việt hãy để chị hay dọn dẹp nhà cửa, hay là những lúc mà bận không đi làm mua được cái gì thì chị là người mua cho Việt của Việt. Anh có thường tự nấu ăn không? Cũng hay nấu ăn đấy. Hôm nay có nấu ăn không? Hôm nay thì không. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng nấu ăn, cũng bếp các thứ là cũng mua đầy đủ mọi thứ để có thể phục vụ cho việc nấu ăn. À xin lỗi, chết quên, vừa nấu ăn xong lại quên mất, vừa nấu ăn và vừa ăn cơm xong đó. Hôm nay mình tham quan cái nhà bếp của anh Khắc Việt nào. Ở đây mình có món gì ta? Vừa mới nấu ăn là vừa ăn cơm xong. Ở đây vừa mới nấu đậu kho với lại canh sườn nấu với bí. Vừa mới nấu xong đấy mà cũng quên mất, không nhớ ra. Đó. Anh có thích ăn mắm tôm? Có, thích. Ăn được mắm tôm. Ăn với cái gì? Mắm tôm ăn bún đậu và ăn được nhiều thứ đấy. Rồi món ăn yêu thích nhất ngoài cái món này? Món ăn yêu thích ngoài món này mà Việt thích là ăn sườn xào chua ngọt này. Đồ uống mà anh thích nhất? Rượu. Sao lại cười? Ăn mua gì đây? Việt thì một người rất thích hay nhậu. Vậy là uống bia? Không, Việt lại thích nhậu rượu vang hoặc là những cái dòng rượu mạnh, nhưng mà kiểu như là Macallan hay là cognac. Anh có bao giờ phải ăn kiêng không? Không bao giờ. Anh không sợ phát vì à? Không, không sợ lắm. Mỗi khi nhắc tới Tết á, thì anh nghĩ ngay tới cái món gì? Tết thì đại Việt lại nghĩ ngay đến một món là món thịt xiên nướng. Ở nhà Việt rất hay làm món đấy. Món đấy với lại cùng nem gọi là chả giò đó. Đó. Trong cái ngày Tết của mình á, thì anh với gia đình trong ngày mùng 1 mình sẽ làm gì với nhau? Ngày mùng 1 thì thường nhà Việt là buổi sáng hay ở nhà, và buổi chiều là đi chúc Tết họ hàng, như là ông bà rồi là các bác ở trong nhà, trong gia đình, trong họ hàng. Anh vẫn còn được nhận lì xì chứ hả? Hết lâu lắm rồi. Tốn lắm. Còn bây giờ là sao? Bây giờ là tốn tiền trở lại đúng không? Bây giờ thì mỗi lần về quê là tốn rồi. Tại vì là từ ngày nổi tiếng giờ mỗi lần về quê các cháu xin nhiều lắm. Rồi. Bây giờ là trong năm qua anh có kỷ niệm nào đáng nhớ với một cá nhân nào đặc biệt không? Có. Năm vừa rồi là Việt có một cái kỷ niệm rất đáng nhớ, đó là Việt có một cái chuyến đi Ấn Độ, và từ Ấn Độ đấy Việt sẽ phải đi xe đến một cái vùng rất là xa, đó là Đàm Sâm La đấy, để gặp một vị, có thể nói như là một vị lãnh tụ về tinh thần của người Tây Tạng, đó và là một thần tượng của Việt, đó là Đức Lai Lạt Ma. Đây có sách của ngài. Việt là một người rất là yêu thích ngài, và những quyển sách của ngài là những quyển sách mà có những cái lời khuyên trong cuộc sống cũng rất là hay, mà Việt là rất thích đó. Năm vừa rồi Việt để gặp ngài thì cũng rất là khó, không phải là đơn giản là cứ thích gặp ngài là sẽ gặp được, tại vì ngài là một người cũng rất là khó gặp, nên là Việt đã thời gian vừa rồi đã rất là tốn công, thời gian rồi là tốn thời gian để có thể gặp được ngài đấy. Trong gia đình mình thì có ai mong muốn được hoạt động nghệ thuật không anh Việt? Có ai hoạt động nghệ thuật không hả? À có Khắc Hưng. Khắc Hưng là em trai ruột của Việt. Không nói Khắc Hưng quá cũng nổi tiếng rồi. Một nhân vật nào đó nhỏ hơn nữa, hệ đàn cháu á. Chưa có một ai ở trong nhà Việt họ của Việt, từ trước đến giờ chỉ có mỗi Việt và Hưng là lứa đầu tiên. Nhà không ai theo nghệ thuật cả. Và bây giờ hai anh em đều đã rất thành công. Đúng không? Điều gì mà trong gia đình anh mà anh cảm thấy tự hào nhất? Điều tự hào nhất chắc chính là Khắc Hưng đấy. Khắc Hưng là một người rất là khi mà Việt mấy Hưng đi xa nhà từ bé thì Việt cũng lúc đó cũng chưa phải trưởng thành nhưng mà cũng gọi là cũng lớn. Nhưng Hưng thì là từ lúc còn bé xíu luôn, mới có đó là khoảng tầm chừng 10 tuổi nữa là đã đi xa nhà rồi. Hai anh em có thân với nhau? Có, rất thân. Có hay kể chuyện đời tư, tâm sự, tình cảm cho nhau nghe? Có. Thì cũng sẽ chỉ tâm sự với Hưng, chắc là Hưng cũng sẽ chỉ tâm sự với Việt nhiều chuyện. Mà còn một người là mẹ nữa, mẹ cũng đặc biệt một người hay tâm sự. Cái món quà nào mà từ người thân của mình đó, có thể là một người trong gia đình, một món quà đặc biệt mà anh đã từng được nhận mà anh nhớ nhất? Món quà đặc biệt hả? Món quà đặc biệt thì có một món quà đặc biệt thì lại không phải là của người thân gia đình, thì đây cũng có thể nói là như một người thân trong gia đình. Đó là ngày xưa các bạn, cậu em của Việt và bây giờ đang là người quản lý cho công việc của Việt, đó là Hà Đức ấy. Đức là người đang quản lý của Việt suốt ở với Việt cũng 9 năm nay rồi. Thì Đức trong cái dịp mà Việt đi lưu diễn ở Mỹ thì đúng là dịp sinh nhật thì Đức đã âm thầm là huy động tất cả mọi người, là phải đến hơn 100 người là đi phỏng vấn và ở tất cả mọi nơi để làm một cái video để chúc mừng sinh nhật của Việt. Và hôm đó thì khi mà mình xem xong mình rất xúc động. Và hôm đó anh có khóc không? Khóc chứ. Ngoài những cái cảm xúc rất là trong nghệ thuật như vậy thì anh có hay bị căng thẳng, stress không? Anh là một người Việt là một người mà cũng có lúc stress, nhưng mà hầu như là thường hay biết cân bằng những cái điều đó để cho mình có thể là không bị stress. Rồi mỗi lần mà anh bị stress gì thì anh thường làm gì? Mỗi lần mà mình stress thì chắc có lẽ là mình hay thường nghe nhạc hoặc im lặng, hoặc có thể là đi nhậu. Cái chuyện gì mà làm cho anh dễ mất bình tĩnh nhất? Một câu nói hay là một hành động nào đó? Việc mà làm cho mình mất bình tĩnh nhất đó là có một điều mà mình nhiều khi mình vẫn chưa có thể control được cái cảm xúc của mình. Đó là nhiều lúc mà mình vẫn, khi mà ai động vào cái lòng danh dự của mình, mình cũng rất là máu. Một nhân vật phim hoạt hình nào mà anh thích nhất? Nhân vật hoạt hình mà thích nhất hả? Chắc là theo thủa bé thơ Việt không phải là một người yêu phim hoạt hình, thì chắc là Tom và Jerry. Cái nhân vật mà gắn liền với tuổi thơ nhất. Nếu được chọn thì anh sẽ chọn làm Tom hay làm Jerry? Nếu được chọn thì chắc là làm con mèo, để mình tuổi mèo. Còn nếu như là chuyện Doraemon, bây giờ cho anh sở hữu một món đồ của Doraemon, kìa anh thấy trên kệ anh có búp bê Doraemon kìa. Đó, trên cao. Nếu như mà được sở hữu Doraemon thì chỉ xin sở hữu đúng một thứ thôi. Bảo bối gì? Cánh cửa thần kỳ. Để làm gì? Để đi mọi nơi, chạy show được phan nhận rất nhiều show một lúc. Chân này chân đi mà đúng không? Đâu ở yên được. Một phát là đi luôn. Đấy. Anh có cái điều gì ở bản thân mình mà anh muốn thay đổi không? Điều gì bản thân muốn thay đổi hả? Hiện tại thì chắc là sự thay đổi nhiều nhất là thấy mọi người cũng thấy là Việt thay đổi theo từng năm. Tại vì nghệ sĩ mà, chứ không phải là riêng Việt. Tại vì nghệ sĩ thì thay đổi theo từng năm và theo từng thời điểm. Có những thời điểm thì Việt ăn mặc những cái bộ vest rất chỉnh chu trên sân khấu, những bộ điểm rất là quậy. Thì năm nay phong cách cũng phải trẻ một chút. Mình cũng thấy mình già nhưng mình phải mặc trẻ tí. Sẵn mình tham quan luôn cái kho đồ của anh đi. Ôi, kho đồ với kho giày dép của Việt thì nó khá là nhiều. Tại vì nghệ sĩ mà, chắc là Việt nghĩ cũng không phải riêng Việt đâu. Bây giờ có cái bộ nào đặc sắc nhất mà anh rất là cầu kỳ để có được nó không? Đặc sắc, cầu kỳ mới có được nó hả? Kiểu như là phải trang trí nhiều nè, hay là phải lặn lội đường xa để may được bộ đồ đó. Thì nếu mà lặn lội đường xa thì may được bộ đồ đó thì cũng không cần, đến bây giờ thực sự là cũng... Nhưng mà cũng có những cái bộ đồ mà nó rất là gắn liền, chẳng hạn như cũng rất là khó đấy. Đâu cho em xem. Hai bộ đồ này phát hết hồn luôn này. Đây là bộ đồ đi chùa của Việt này. Trời ơi, Phật tử này. Đây là bộ đồ mà mua ở bên Tây Tạng. Đây. Anh có thể lấy cái màu lam đó, màu lam á. Đúng rồi, anh mở cho em xem. Cái này nó như cái áo dài Việt Nam ấy. Em thấy có cái hình khá đẹp nha. Ok, nó như cái áo dài Việt Nam ấy. Đấy. Ý gì bộ này mặc Tết là phù hợp luôn á. Cái mặt người của ai vậy? Bộ này là bộ này như kiểu giống như kiểu là một cái bộ quần áo trang phục dân tộc. Anh cho em coi mặt sau coi. Mặt sau có hình một người phụ nữ nè. Đây là đẹp mắt. Là như kiểu là nó là một trang phục truyền thống, trang phục truyền thống của cái vùng đó. Như vậy thì có ai ủ đồ cho em không? Bạn gái ủ đồ? Có chứ. Nếu mà có bạn gái ở nhà thì thường thường là vẫn hay ủ đồ cho Việt. Nếu bạn gái anh bắt anh lựa chọn giữa tình yêu và ca hát thì anh sẽ chọn gì? Chắc là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, tại vì là bạn gái là một người mà cũng rất là tâm lý và cũng là rất là hiểu về vấn đề đó. Chắc là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra đâu. Vậy thì có thể nói là viên mãn đúng không? Tình yêu cũng đẹp mà chuyện ca hát cũng thành công. Đến giờ phút này thì bước sang năm nay là đúng tròn là các tuổi vừa hết 30 và 31. Phải nói là mọi thứ của Việt đến hiện tại về này thì Việt cảm thấy là khá là rất là hài lòng rồi. Có một cái sự nghiệp trong suốt từ năm 2009 đến giờ đến tận bây giờ thì vẫn được quý vị khán giả yêu mến, và khi kể cả những cái thông tin mà biết để lấy vợ thì mọi người cũng vẫn nghe nhạc, vẫn yêu thích, mọi người rất là yêu quý rất nhiều, và có một cái quyết định khi mà lập vấn đề về gia đình thì cảm thấy là cũng mọi người rất là ủng hộ, cũng không có gì cả, nên cảm thấy là mọi sự đối Việt đến hiện tại này là về cơ sở vật chất, về những cuộc sống mà mình cần thiết, mình đã từng ước mơ có một cái cuộc sống đầy đủ, hiện tại là mình đã gần như là cũng hoàn thành hết trước tuổi 30. Đối với anh thì giờ chuyện ca hát dường như là không thể bỏ được. Vậy thì anh có bao giờ anh đi hát trong lúc tắm không? Ôi nhiều chứ, hát lúc tắm rồi đủ mọi lúc luôn đấy chứ. Lúc tắm sau hơn lúc tắm luôn là lúc tắm xong này, lúc đi trên đường đến đường đi hát này, hay là lúc thậm chí cứ vui để hát, thậm chí là hôm nào vui quá còn vừa còn phải giữ giọng để đi hát thì hôm đấy cũng vào một quán karaoke hát luôn. Rồi khi karaoke anh hay hát bài gì nhất? Đi karaoke thì anh lại hát nhạc vàng. Nhạc vàng thử liền ở đây ai cũng rất tò mò. Có bài Việt hay thích hát mấy cái bài kiểu vì sao anh cái gì ok để chờ tí đây đó, quán luôn cái đàn chơi luôn nguyên bài đó là nhớ. Có một bài hát mình cũng thích cái kiểu vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Cái bài này thì em nhớ lắm, bài này lại nhớ người yêu vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em ơi em có hiểu có hay. Ok, được kiểu vậy. Rồi, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Một phong cách rất là lạ, lần đầu tiên được nghe anh hát nhạc vàng luôn. Với những ngày mà cận Tết như thế này á thì chắc là anh sẽ có cái điều gì đó để nhắn gửi đến tất cả những người khán giả đang theo dõi anh. Chúng ta Tết theo Việt nghĩ rằng là nó là một cái những ngày đoàn viên, những ngày sum họp mà tất cả những người đi làm nơi phương xa hay những người ở nhà chúng ta có thời gian gần gũi dành cho nhau. Tết có thể là ở bất kỳ đâu, bất kỳ mọi nơi mà chúng ta sống, cần chúng ta được gặp nhau và chúng ta ở được với nhau, chúng ta gia đình chúng ta ở được với nhau, những ngày đó là Tết rồi. Xin chúc cho những người đang lao động nơi phương xa, những người con của đất nước Việt Nam có một cái Tết đoàn viên là ấm cúng gia đình, cũng giống như Việt là một người đang đi làm xa và Tết sẽ là một nơi để trở về. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian cho chương trình Săm Soi Sao. Ok. Yeah. Xin cảm ơn nha. Yeah. Chào. Cảm ơn anh rất nhiều. Về quãng thời gian